Phố biển hôm nay rất đông. Nhảy thì có chú Khanh đây mới nhảy chứ, đây sao anh dám nhảy, làm sao mình qua mặt được vũ sư, có vũ sư ở đây thì mình mới nhảy chứ. Ủa sao có người nhảy vô mà sao mà không hiện lên với em vậy, kỳ vậy. Khanh xuống biển chơi Khanh ơi, lâu gặp Khanh quá vậy. À, cho mọi người xem một buổi sáng của buổi trưa đầu giờ chiều của Cali nhá. Nắm tay ra. Hilton Long Beach đó Khanh. Ra đây Khanh. Long Beach đúng rồi. Long Beach đúng rồi. Chú Khanh hỏi biển chỗ nào này, chú Khanh về biển chỗ nào bị phạt liền. Đi vòng vòng đi thôi, lát kiếm gì ăn. Anh mấy giờ rồi mà anh Long, còn Việt Nam giờ này là 4 giờ khuya, ok. Ở đây là, ủa sao bữa nay hôm nay là nó không hiện lên cái, có người vô mà sao không hiện lên vậy ta. Kệ bà đó, có hiện không hiện kệ đi nha, ok. Mỗi buổi sáng là chủ nhật, cuối tuần thứ bảy chủ nhật là phải dẫn ông đi chơi. Để ở nhà Nguyễn Minh Anh, hello Lưu Đức Hòa, hello Lưu Đức Huệ, khỏe không Lưu Đức Huệ ơi. Dạ ba cái gì con nha. Ba khác nha con nha, ba phải chỉnh lại rồi. Nhỏ hôm nay lớn quá hả? Ok lớn rồi. Đây. Ồ mấy cái áo này lạ quá ha, thổ cẩm lạ quá ha. Rồng nhỏ hôm nay lớn quá hả? Em lớn hay là con em lớn? Phải kêu là rồng con. Em là rồng nhỏ, con em là rồng con.
với biển là bán dép bán đồ quá trời luôn quý vị thấy không, sale 5 đồng, 5 đồng một đôi hả, coi xe 8 hả, mấy dép này mang, ôi đi qua đường. Em quay bầu trời buổi sáng của Cali cho tất cả mọi người coi nha. Khí hậu trong lành, rất là ấm áp. Đó. Đây nó đi ra ngoài đường, nó ở trần như vậy đó. Không biết khí hậu như thế nào ha. Đây là những họa sĩ, họa đồ bức tranh đẹp quá ha. Rồi đi. Ồ biển hôm nay sóng lớn quá nha con nha. Hello. Hả? Chút xíu nữa là xuống, hôm nay sóng lớn dữ lắm kìa, con thấy sóng không? Ok. Đi tập thể dục trên đây chút xíu nữa rồi ba cho con xuống biển, ok. All right. Đó. Cần hại cái đầu đó. Ồ biển hôm nay sóng lớn quá con ơi. Dám xuống không? Hả? Xuống biển ha. Nghe bà kiếm cái cầu nào, chỗ nào xuống biển, ok. Đi trước đi. Đi trước ba đi dẫn đường, để xuống biển đường nào dẫn đường, ok. Dẫn đường ba. Chỗ nào, đi xuống biển đường nào. Hello cả nhà. Cali nóng quá hả? Dạ, thì cũng được hả, nhưng mà tối ngủ thì cũng hơi lạnh. Như trùm mền ngủ cũng còn sướng. Seattle mưa quá bạn ơi hả? Tướng Nguyễn, ok. Hello Thanh Nguyễn. Nó rồi xuống biển. À, nó thích xuống dưới hả? Ừ. Hai đứa nhỏ dễ thương ghê không quý vị? Seattle mưa hả? Hello anh Nguyệt, hello anh Hiệp, thức sớm như Hiệp. Ca sĩ lang thang nè. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai nhạc sĩ lang thang. Tôi chính tôi ngày xưa đó. Hôm nay sóng lớn lắm nha, chứ không giỡn được nha.
Hôm nay trời bầu trời Cali, biển Cali rất là đông ha mọi người nha. Đông lắm luôn á. Thì đương nhiên cát nó phải vô đôi giày của em chứ giờ sao giờ hả? Cát nó cũng vô của ba nè. Đập chiều quá ha. Xuống biển chơi cả nhà ơi. Không, trời hôm nay rất là nóng nha. Cali hôm nay qua giờ nóng nha. Không có lạnh nữa cả nhà ơi. Em kiếm cái này. Hôm nay sóng lớn quá hả? Hello, hello Hoàng Quân. Hello Mỹ Lệ. Tại giờ này ở Việt Nam mọi người ngủ hết rồi. Cho nên mình like để cho mọi người xem lại nha. Cát nó cũng vô dài của ba rồi con. Chưa vô dài của em. Này sóng lớn quá. Ok. Làm sao dám xuống biển chơi. Hello mọi người. Đi biển rất là đẹp nha. Chúc anh và gia đình một buổi chiều đi biển vui vẻ. Ok, cảm ơn em nha Hoàng Quân nha. Muốn lột dài ra để biển không? Lột dài săn quần lên đi. Ok, ta giữ cho sang quần cao lên luôn nha, cho chừng tróc nữa ghẻ nữa đó. Ok, cầm đấy, cầm điện thoại đi ba săn ra. Cầm gì cho ba, cầm về đi, cầm về nè, đừng nhúc nhích nha, cầm vậy nha. Mặc cái áo này vô nữa đi, để cho nó đừng có lạnh. Rồi muốn xuống anh cầm điện thoại vậy đi. Đây. Thì ba để điện thoại đây cái phải làm chưa. Rồi cầm nó vô.
mé thôi nha. Ghê. Rồi chơi đi. Ra sức ngoài nắng nè con. Rất ngoài nắng rồi đây nè. Không dọc thì mình phải dọc theo. Đây nắm tay ba dẫn cho đi chơi. Ok. Đừng để vô cái quần nha, cầm này cho ba đi. Cầm điện thoại. Ba săn lên cho nó cao nữa. Nãy biết đem quần cục theo cho con chơi. Rồi. Chơi. Biển này sóng hơi lớn nha. Lạnh quá vậy. Vậy. Để xuống đi cho nó đỡ, nó chết vi trùng. Con ơi, đừng chạy văng lắm á. Wow. Con đừng móc tay. Có mấy đứa nhỏ nó cũng chơi nè, dễ thương lắm. Wow, sóng lớn rồi. Có ai ở gần đây không, xuống chơi với hai cha con em nè. Hello mẹ Kim Mã, mẹ khỏe không? Bên kênh Lada thế nào, có lạnh không mẹ? Biển Cali rất là ấm. Này sóng lớn quá. Con đừng cũng dọc cát nhiều quá một lát. Trên đó là cây cầu cho mọi người đi ra muốn ngoài biển á cả nhà. Wow, lạnh cái chân ba quá con ơi. Tê buốt à. Mát quá. Nắm tay ba. Cái gì? Hả? Cái gì vậy? What? Dạ, mẹ khỏe nha, giữ gìn sức khỏe, con gửi lời thăm hết gia đình nghe mẹ nha. Có dịp gặp mẹ. Dạ gì vậy? 2020 rồi xong mất. Sao con thích vẽ vậy quá vậy? Hả? Vậy hả con vẽ tên ba coi.
không có tuột đâu. Rồi xong mất. Từ sướng quá trời luôn nè. Hôm nay rất là bầu trời rất là ấm luôn á nha cả nhà nha. Cali hôm nay là khí hậu rất là ok luôn nha. Hôm đó cũng vô tư, cũng cầm điện thoại cũng tự sướng à. Con nhảy lên. Chị ba, chừng đó mẹ em nha. Đôi dài đó. Xuống nước chơi đi con. Ok, có dịp mà mình đi chơi với nhau nha. Wow, đã luôn. Em đâu có đi đâu, em đứng tại chỗ mà. Con chó nó xuống biển rồi con. Chó nó tắm biển à. What? Yeah. Yeah. Ba xuống biển tự nhiên cái da của ba nó ngứa ngứa mà nó chích chích vô đã ngứa lắm. Cái chỗ mà ba gãi nhiều á. Đã ngứa quá. Xuống ngâm chút cho nó. Hả? Quay. Rồi ướt à, ướt à, ướt à. Trời nắng. Hello, hello. Phương Anna Nguyễn. Hello. Sóng lớn quá ha con ha. Wow, nó lên tới đây luôn. Lên tới đây luôn. Cầm đi ba, ba săn cái quần con lên nữa cho. Cầm vậy. Ok cầm vậy nha. Sao biển bự vậy? Thì biển không bự với cái gì bự. Cười quá. Biển một bên và em một bên. Hai cho con vui mà. Chủ yếu là vui mà. Sóng này lớn nè, sóng này lớn nè. Chạy vô. Ướt quần ba rồi.
thử đi. Giúp đời tắm một. Ok. Ướt quần luôn, cho ướt quần luôn. Ướt ăn sao ấy của ba rồi con ơi. Đít của con có ướt không? Không có hả? Wow, chỗ này nè. Nó. Chào cả nhà nha. Ok, thôi mình quay một buổi ngày nắng ấm đẹp của trời bầu trời Cali cho tất cả quý vị coi nha. Theo dõi biển Cali nó trong lành như thế nào và nó đẹp như thế nào ha. Nắng ấm áp như thế nào nha. Thôi rồi. Tạm biệt cả nhà. Đó. Không có lạnh em ơi. Thôi kệ đi, ướt ướt cái ướt chút không sao đâu, kệ đi. Không có lạnh. Ok thôi, mọi người ngủ ngon nữa đi nha. Long tạm biệt mọi người nha. Sao là cái cầu rất là đẹp, thấy không? Cầu ra múc vào biển luôn ha. Ok. Ăn nước. Cảm ơn mọi người nha. Ok. Tạm biệt mọi người nha.